Mình là Nguyễn Hồng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để ta bỏ cầu đi. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái tip. Cái tip này các bạn có thể sẽ sử dụng rất là nhiều trong cái việc là các bạn chụp hình cũng như là các bạn chỉnh sửa hình ảnh. Thì cái tip đó là xóa rác. Cái việc rất là nhỏ nhưng mà ai cũng dính cả. Nói thật. Trước sau gì cũng sẽ dính. Bạn chụp RAW cỡ nào rồi rồi cũng sẽ lúc bạn không thể nào tránh được cái rác cả. Vậy thì làm sao để xóa nó? Thì đầu tiên là sẽ phải có những cái mẫu. Thì với cái vấn đề này, cái rác này thì nó cũng hơi có vấn đề tế nhị, vì có thể coi hình của người nào người ta sẽ nói là chê rồi kiểu. Nên là mình sẽ dùng hình của mình thôi. Sử dụng một số stock là những cái hình mà mình đã chụp. Mình sẽ coi thử cái gì là rác ở trong những cái bức hình này. Đại khái rác là những cái chi tiết mà thuộc dạng là thừa. Thế nào là gọi thừa? Khi là nó không mang lại giá trị gì hoặc là nó làm cho chúng ta ngứa mắt thế thôi. Nghe nó hơi chảnh một tí nhưng mà thật sự là như vậy, nó hơi ngứa mắt. Nó làm cho con mắt của chúng ta nó cảm thấy nó rất là choáng, kiểu như là ví dụ đang nhìn mặt này nhìn đâu đấy này. Cái tài xế với lại kiếng hơi lạc tông, có thể thấy đang là thẳng này, nguyên bức tường nhìn đâu ra này, không ai hiểu. Nói chung là cái việc xác định rác này, chúng ta phải đặt mình vào vị trí của người xem ảnh chứ không phải là người chụp ảnh. Lý do là bởi vì khi chúng ta sử dụng máy chụp là xem trước cái cảnh rộng rồi, bắt đầu mới là bố cục rồi cái kiểu. Thì khi các bạn nhìn vào ảnh, các bạn sẽ biết ở đây là cái xe đó, cho nên là không sao, phải kệ nó. Nhưng mà người xem đó lại là một cái vấn đề khác. Người xem người ta không biết được, lỡ đâu người ta không nhận ra được đây là cái xe, cuối cùng ra nó là cái vật thể lạ gì đấy, nó không mang lại cái lợi ích gì cả, trong khi đang mang lại cái sự khó hiểu cũng như là cái sự khó chịu cho cái mắt nhìn. Thì công việc chúng ta sẽ phải là xác định và xóa cái này đi. Mà xóa thế nào thì cứ để từ từ. Rồi, những bức ảnh này không có rác lắm. Cái này cũng không có rác lắm, chỉ có một số cái cành này. Ok, em xóa luôn đi. Rồi nữa. Cái này là thuộc dạng là rác trầm trọng, gọi là lỗi nữa rồi. Nhưng mà vấn đề là lúc đó mình đang đi chụp street life mà mình không kịp thì mình bố cục lại. Mà cho dù mình có bố cục lại thì nó cũng khó lòng mà đem lại được cái bố cục thẳng như thế này. Mình đang cần cái bố cục thẳng với ngang. Chứ nếu mình rời qua bên trái hoặc là rời qua bên phải để cho cái dây này nó rời ra khỏi mặt bà này thì nó sẽ lại làm cho cái này nó nghiêng đi, thì cuối cùng lại phá bố cục cho mình đã định sẵn. Như vậy thì không được. Mình quan trọng là lúc mà mình chụp tấm ảnh này, mình nghĩ là có thể mình sẽ xóa được, và cuối cùng về mình xóa ra như vậy. Thì cái bức ảnh này là sau khi mình đã xóa cái dây đó. Lát nữa mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa. Có thể nó sẽ không có được giống như thế này, nhưng mà ít nhất là cố gắng để sao được thì tốt. Rồi, qua một số bức ảnh khác ha. Ảnh này không có rác. Này chụp rác rồi thì tất nhiên là phải rác thôi. Này không có rác lắm. Này, vậy. Này cũng vậy. Cái này không có rác. Nó đi. Cái này thì để coi. Đây cái bảng này. Cái này. Một phần của logo chẳng có tác dụng gì cả. Xóa đi. Mình sẽ xóa cái này ha. Vì có thể thấy nó đối xứng chút xíu đi, cho nó đối xứng một chút xíu. Ví dụ bên này đang là trống đen bình thường, nhưng bên này đâu lòi ra chữ A chữ N, ơi thua. Rồi, lát nữa sẽ xóa cái này sau. Rồi, cái này cũng một phần nguy hiểm nè, là chụp thức ăn hoặc là chụp các loại gọi là chụp sản phẩm đó, thì nó có những cái đốm vết dơ hoặc là cái ánh đèn hắt sáng vào. Thì cái này cũng sẽ phải xóa luôn để cho nó đoan hoàng lại, nó tốt lại. Hoặc là cái mép bàn này chẳng hạn, nó hay bị chúng ta chụp, nó hay có cái vấn đề là gặp cái mép bàn. Nhìn đâu ra cái góc này đang rất là bình thường, nhìn lòi đâu ra cái góc đen đen kỳ lắm. Bỏ đi. Cái này khó tính chút xíu, có thể xóa cái này đi. Rồi, cái này thì đây, cái góc dưới này chả ai hiểu là cái gì, nhìn lòi ra. Nên là xóa đi để chúng ta chỉ tập trung vào hai anh này với lại cái ổ khóa thôi, không có gì.
Không có gì. Cái này thì có cái vệt này. Cái này cái buồng tối của cái máy phim của mình nó đang bị hư, nó bị hỏng cho nên là nó bị cháy mất cái vùng này. Mà cái cách xóa cái gọi là cái rác này cũng coi như là một loại rác nha. Cái xóa này cũng dễ thôi, crop đi là xong. Cái này cái nắp này, nắp này là cái rác ha. Lát nữa mình cũng sẽ xóa. Cái này đâu rồi, đây những cái đốm này, bụi sensor này, bụi của cái cảm biến á, tức là khi chúng ta chụp thì trong cái máy nó đã có cái bụi sẵn này rồi, lên ảnh nó sẽ bị đính kèm theo cái bụi này nữa. Rồi qua khuyên mãi thêm á, chúng ta sẽ phải xóa nó đi luôn ha. Em không có gì. Cái này đây là lý do mà tại sao là mình nói là mình phải đặt mình vào cái vị trí của người nhìn. Bởi vì khi các bạn chụp, các bạn nó là con chim. Cái hình này mình chụp ở dưới quê mình thì ta là con chim, mình chắc chắn bởi vì mình chụp mà mình biết là con chim. Nhưng mà cái người coi người ta không biết là con chim, người ta nhìn nó là cái vệt gì á, hoặc là cái đốm đốm gì á, ngứa mắt. Nhưng đang là vàng trắng rất là thoáng đãng, tự nhiên đâu ra lõi này, lõi con chim. Rồi bỏ đi, rồi bỏ. Rồi tiếp cái bức ảnh này mới chụp thì đâu là rác, đâu là rác, đây cái cột điện này. Cái cột gọi là cái tài gì ha. Cái cột phát sóng. Rồi, gọi là cột phát sóng đi. Rồi này cũng là rác vì các bạn có thể thấy nhìn nó rất là lạc tông ra. Mình biết là dưới góc độ người chụp thì có thể là nó là cái cột dựng phía sau tòa nhà này nó liền lạc lại, nhưng mà vấn đề đó là góc nhìn của người chụp, còn người xem nhìn đâu ra lõi cột điện này ra, góc này kỳ cục. Rồi bắt đầu xóa. Bắt đầu với những cái dễ đi, như cái này đi, cái ảnh mà có cái vướng cái logo này. Rồi mình sẽ giới thiệu một số cái công cụ của chúng ta xóa rác hoặc là mụn. Mụn cũng là một loại rác ha, nhưng mà cái đó để sau đi. Thì đa phần nó sử dụng những cái này: Sport Healing Brush, Path Tool và Clone Stamp Tool. Bên cạnh đó thì còn có một cái chức năng mới xuất hiện của CS5 thì phải, đó là Fill Container Wear. Rồi, được rồi, là những cái mà chúng ta cần. Nhưng mà ở đây quan trọng là chúng ta xác định là chúng ta cần cái gì đã. Ví dụ như ở đây đi, trên này nó cũng không có cái chi tiết gì và cũng chẳng có cái gì khó khăn cả. Mình có thể thấy đang là nền đen này. Vậy thì đơn giản công việc của chúng ta là gì? Bôi cái màu đen vào, lấy màu đen nè, bôi vào, bôi xóa đi là xong. Đơn giản ha, đó là một cách. Rồi coi như cái này xong đi vì nó rất là dễ rồi. Để coi coi cái nào nữa. Cái này, cái chim này. Rồi cách xóa, mình sẽ sử dụng Spot Healing Brush. Thì cái Spot Healing Brush này á thì nó đại khái là chúng ta sẽ bôi cái con chuột này, bôi con chuột nó thì máy máy tính hoặc là Photoshop nó sẽ tự động là xác định theo những cái đường nét mà chúng ta vẽ để mà coi như đó là một cái vùng chọn, và nó sẽ tự động nó lấp cái vùng chọn đó lại bằng những cái chi tiết ở bên ngoài. Như ở đây mình sẽ bôi vào chim này và máy tính nó sẽ tự động nó lấy những cái chi tiết bên ngoài này, những cái màu sắc bên ngoài này lấp lại sao cho nó thật và phù hợp. Ở đây nữa, bôi đó, chỉ đơn giản là bôi là tự động nó sẽ biến mất thôi. Thì cách này đơn giản sử dụng cho những cái vết dơ mà nó nằm trên một cái mặt phẳng có ít chi tiết như thế này, như cái mặt này thì nó chỉ có màu vàng vậy thôi. Thì đó là một cách, hoặc là vết dơ sensor này đi. Đó, cái bụi á, cái bụi trên kính hoặc là trên sensor á, thì chúng ta cũng phải sử dụng Spot Healing Brush. Đây là cái trên đầu này, bôi vào cái vùng này tự động nó sẽ tính toán và nó làm lắp đi cho mình. Đó, lắp đi, bôi lắp đi. Đây, phải nhìn một kỹ một chút xíu bởi vì là trong cái việc xóa cũng như là cái việc căn chỉnh ngay từ cái lúc chụp, nếu có thể né được thì tốt nhất là hãy né,
hoặc là như cái vấn đề của bức ảnh này chẳng hạn, nó bị bụi sensor hoặc là bị bụi cái cảm biến á, hoặc là bị bụi ống kính, thì cái giải pháp nhanh nhất của chúng ta lúc đó là lau cho nó sạch đi và bắt đầu chụp thôi. Rồi coi như xong, đó là chúng ta chỉ việc sử dụng Spot Healing Brush ha, hay là một cái cách rất là đơn giản. Ví dụ như nhỏ như thế này đi, bối này coi nó có xóa được không. Ban đầu máy tính sẽ tính toán này, nó hơi phức tạp bởi vì nó có những cái vần mây rồi các thứ ở đây, cái nền đen. Ban đầu sẽ tìm đó, nó xóa cho chúng ta đã hơi lộ một chút xíu, nhưng mà thôi kệ, máy tính auto làm được như vậy cũng là tốt lắm rồi, không biết là tương lai nó như thế nào thôi. Rồi tiếp tục theo một cái khó hơn chút xíu đi, mình sẽ sử dụng clone stamp như cái này chẳng hạn. Mình sẽ xóa cái nắp này đi. Ở đây, mình sẽ sử dụng clone stamp tool nè. Lý do là như mình đã nói, cái công cụ Spot Healing Brush này á, thì nó chỉ phù hợp cho những cái vết đốm nhỏ như là mụn hoặc là những cái vết bụi chẳng hạn. Nhưng mà những cái vật thể lớn như thế này thì thứ tốt nhất mà chúng ta có đó là clone stamp. Thì để sử dụng clone stamp tool ha, ngay đây này, các bạn click vào clone stamp và nó tự động ra cái này, các bạn click vào nó chưa làm gì cả, click vào hình là tự động nó sẽ cho các bạn cảnh báo. Ý là khi sử dụng cái clone stamp này thì các bạn buộc phải bấm atlet và click vào cái vùng mà bạn muốn lấy mẫu, thì máy tính nó sẽ dùng cái mẫu đó để lấp qua cái vùng mà bạn click lần thứ hai. Đây mình click nhiều lần tự động nó ra thế này đó. Đây chỉ việc click thôi. Đây đâu rồi, sorry, bấm atlet ha. Chúng ta đừng có sử dụng lần quá, ví dụ ở đây các bạn có thể thấy nó bị lấy nhầm vào đây, thì các bạn sẽ atlet lần thứ hai, atlet nhiều lần, atlet nhiều lần và click, chỉ đơn giản là click thôi. Rồi, thì coi như là tạm thời là xong. Thì click thêm vài cái nữa để cho nó bớt cái sự trùng lặp đi. Rồi. Đó. Đơn giản ha. Sử dụng clone stamp đâu khó, đúng không? Rồi. Đó là cái cách đơn giản để sử dụng clone stamp tool. Atlet click vào cái vùng muốn lấy mẫu và click lần thứ hai vào cái khu vực mà mình muốn lắp cái chi tiết đó lên. Rồi, vấn đề là sử dụng clone stamp tool vào trong một cái khó hơn như thế này chẳng hạn. Ở đây, đây. Các bạn có thể thấy khi chúng ta clone stamp tool không cẩn thận chẳng hạn, các bạn lại bấm nhầm nữa. Không cẩn thận các bạn, bấm như thế này. Các bạn thấy gì? Nó sẽ bị vô lý như thế này, bởi vì cái bóng nắng này, bóng nắng cái khe hở này chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ phải mình đang bấm Ctrl Alt Z để mà lùi lại nhiều bước ha. Ctrl Alt Z để lùi lại nhiều bước hoặc Ctrl Z để lùi lại một bước. Thì ở đây quay lại với cách sử dụng clone stamp. Chúng ta sẽ phải click vào đây, ta phải làm cẩn thận ha. Các bạn click vào phần trên này. Click vào. Và các bạn sẽ nó cho bạn cái mẫu như thế này. Các bạn sẽ đưa nó đến sao cho nó thẳng với lại cái bóng cũ này. Bạn click và cứ vậy các bạn click thẳng xuống phía dưới là tự động nó sẽ tốt hơn thôi. Như đây mình bắt đầu là click cái này và so sánh nó cân bằng lại, rồi click cái thứ hai, rồi cứ vậy là ta bấm thẳng xuống là tự động nó lấp lại cho chúng ta. Và tiếp tục, đây nó hơi to, mình chỉ nhỏ nó chút xíu, nhỏ lại thẳng, rồi bấm click. Đây click. Cái mục đích là xóa này các bạn cũng phải đặt mình sao cho nó hơi khó tính một chút xíu, bởi vì cái ảnh nó càng mình nhìn càng kỹ, mình xóa nó sạch thì cái bức ảnh nó cũng sẽ sạch và làm cho cái mắt nhìn của người nhìn nó sẽ rất là thoáng và tập trung được vào cái chủ thể cũng như là cái nội dung mà chúng ta cần thể hiện. Tất nhiên là ngoại trừ cái việc là các bạn sử dụng cái
ta cho cái mục đích là sử dụng rác đó cho mục đích là làm nội bật chủ thể thì nó là một cái chuyện khác rồi. À, lại tiếp tục cái nào đây, cái này đi. Ở đây nó có hai cách làm. Thứ nhất là sử dụng công cụ Path Tool. Cái Path Tool này á thì đơn giản là chúng ta sẽ tạo một cái vùng chọn, các bạn đè phím chuột và bắt đầu vẽ nét theo, và thả buông ra, nó sẽ kết thúc cái điểm này và nó cho chúng ta cái ký hiệu chuột chuột như thế này đây. Khi chúng ta đưa vào cái vùng chọn này, nó sẽ đưa ra cái ký hiệu này. Thì ở đây các bạn sẽ đè và kéo, đại khái là chúng ta sẽ kéo tới cái khu vực mà chúng ta muốn lấy cái chi tiết đó để lấp vào cái chi tiết mà chúng ta vừa tạo vùng. Như ở đây mình lấy bên này đi, thả ra và tự động máy nó sẽ tự động nó lấy vùng này đưa vào, sau đó blend lại cái màu, ý là mình nó sẽ tự động chỉnh sửa lại cái màu sao cho nó phù hợp với lại cái nền gần nhất ở nó. Cần chôn đề để bỏ vùng chọn ha. Đó, các bạn có thể thấy ở đây đó là một trong những cái lỗi hoặc là những cái khuyết điểm của Path Tool, bởi vì ở những cái khu vực mà ở viền như thế này thì Path Tool nó sẽ không có làm việc hiệu quả trong cái việc là làm hòa trộn lại cái màu cũ và màu mới, cho nên chúng ta sẽ sử dụng một cái cách mới, đó là cái công cụ mới cập nhật, mới phát triển từ CS5, thì đó là công cụ Content Aware. Nhưng mà yêu cầu khi sử dụng công cụ này, chúng ta sẽ tạo cái vùng chọn quanh cái khu vực mà chúng ta muốn lắp nó đi, muốn máy tính xử lý giúp đó. Thì mình sẽ tạo cái vùng chọn, có thể sử dụng MQ tool bất kỳ cái nào hoặc là những cái này, nói chung là tạo được cái vùng chọn quanh cái khu vực, quanh cái rác mà chúng ta muốn xóa. Sau đó chọn bất kỳ cái MQ tool nào đấy, ví dụ như chọn cái này đi, bấm chuột phải bất kỳ, bấm chuột phải vào vị trí bất kỳ ha, và chọn fill, bấm chuột phải chọn fill, và đây các bạn khu vực content các bạn sử dụng là content aware, sau đó các bạn click ok là máy nó sẽ tự động làm cái công cụ y như chúng ta sử dụng Spot Healing Brush, và đây nó làm việc cái mạnh mẽ hơn đó. Các bạn có thể thấy nó đã tự động mà lắp rồi nè, làm lại lần nữa ha. Rồi dùng cái này hoặc là laser tool đi, và mình sẽ vẽ một vòng quanh cái rác và bấm chuột phải vào vị trí bất kỳ, chọn fill, chọn use container, click ok và máy nó sẽ tự động nó lắp lại, tự động nó xóa đi. Rồi đó là một cái cách khác ha, nãy giờ đã có rất là nhiều cách rồi, bạn có thể tùy ý sử dụng. Rồi cái này khó nhất nè. À, cái này mình mở cả hai đi, click ok. Rồi làm sao để xóa cái dây này ra được cái như thế này. Bỏ đây. Rồi cho nó dễ nhìn. Đấy, nhìn đây. Rồi mình sẽ phải xóa. Đầu tiên à, Ctrl J nhân nó lên trước. Và đi, mẫu mà. Tắt nó đi. Rồi cần chôn chay lên trước ha. Rồi bắt đầu với ở trên này đi, như hồi nãy cái bóng á, y chang như cái trường hợp cái bóng hồi nãy, ta sẽ phải click một cái và đưa nó qua nè, căn làm sao cho nó chuẩn với lại cái cũ và click, cứ vậy đưa lên. Ô, cẩn thận. Rồi cứ vậy. Mình nghĩ là tới đây nó cũng được rồi, không cần thiết chúng ta phải xóa hết lên, giống như kiểu cái dây nó đang hơi lủng lẳng chẳng hạn. Rồi tạm thời bỏ qua cái khó đi. Rồi tiếp, làm nhỏ hơn chút xíu vào đầu bôi này, bôi. Rồi tiếp lấy mẫu tóc ở phía trên này, đẻ telet ha, đẻ telet nó lên hiệu này, click mẫu lấy mẫu này và đưa xuống dưới này, click mấy cái, thôi. Rồi làm nhỏ lại chút xíu, lấy mẫu ở phía chén này, mình đẩy cho nó lên, click lên phần phía trên này,
cứ vậy. Vậy mình lấy mẫu ở khu vực gần gần đó. Và bắt đầu bôi. À, làm cẩn thận một chút ha. Là càng làm cẩn thận thì kết quả càng làm được, kết quả đạt được sẽ càng tốt thế thôi. Đây là cái chuyện tất nhiên rồi. Rồi, đây làm nhỏ thôi. Cái brush nhỏ thôi. Ở đâu để atlas và click. Xóa 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 xóa. Ô ngài chà chà, lỗi ở đây rồi. Để control atlas z click lại ha, nhỏ thôi. Lấy nét vào đâu à, cái này ta cũng nên không cần phải khó tính quá, bởi vì định là ta cũng khó lòng và giống hết được cái cũ, nhưng mà nói chung là làm sao cho tốt nhất có thể ha. Rồi giảm opacity thì xuống chút xíu để mình làm cho nó mờ cái vùng này lại và cho nó thật hơn thôi. Rồi tiếp tục tăng trở lại, lấy phần mũi này được quá. Rồi tiếp tục ở đây là lấy phần dưới này đi. Để atlas là click ha, lấy mẫu ở đâu đưa lên, nhớ căn sao cho nó chuẩn với lại cái đường nét cũ và nó sẽ ra được cái đường nét mới cho nó tương đương một chút, và càng giống thì nó càng đẹp, nó càng thật. Hãy nhớ là nó chỉ ở mức tương đối thôi, vì chúng ta đang là khắc phục hậu quả mà. Đừng khắt khe quá với bản thân, không thì mãi mãi nó chẳng bao giờ ra được cái kết quả nó thật đâu, vì càng làm cho nó giống thật thì nó lại càng giả. Nó đôi lúc nó phải có một cái sai sót nào đó thì nó sẽ càng giống thật hơn. Ví dụ như là bình thường các bạn có thể thấy màu trắng không phải là màu trắng. Thế những lời khuyên á, nhiều lời khuyên, nhiều người nói là không nên sử dụng màu trắng trong bức ảnh, không nên làm cho nó thành màu trắng mà thành cho màu xám chẳng hạn. Thì đây cũng tương tự à, mà cái này thì đi lố quá đấy, không được xa như vậy nha. Ui, sẽ lâu ạ. Rồi cứ tiếp tục như vậy đại khái ha, các bạn cố gắng làm kỹ hơn chút xíu. Bây giờ mà mình làm nữa thì nó tốn thời gian không biết tới bao giờ. Cái ảnh kia mình làm cũng khá là lâu rồi. Đại khái tiếp tục đi. Rồi ở đây tiếp tục cái tay này, lấy mẫu phía trên này, nhớ để atlas click và căn sao cho nó chuẩn với lại cái đường nét cũ, các bạn click theo. À, các bạn có thể thấy nó liền liền cái nét tay rồi. Ở đây chỉ việc bôi lại cho nó phù hợp thôi. Tiếp lấy cái nét tay đi. Đâu. Rồi tương tự với những vùng khu vực ở dưới này. Đây các bạn có thể là tự xóa được chưa? Mình sẽ gửi cái stock này cho các bạn thực hành ha. Rất là khó, tương đối khó. Nhưng mà cũng không có vấn đề gì, chẳng phải là quá phức tạp đâu. Đã cần chia ly một chút xíu. Hãy sử dụng cái stock này coi như là bài tập để các bạn tăng cái sự chia ly cho bản thân đi. Ra là không nên đặt nặng quá, bởi vì khắc phục thì được cỡ nào hay cỡ đấy thôi. À, việc bôi như vậy tới khi nào các bạn đạt được cái kết quả tốt là được rồi. Hãy nhớ là sử dụng clone thì tránh làm sao cho nó xuất hiện cái sự lặp lại ha, lặp lại cái chi tiết mà chúng ta click này, bởi vì lặp lại như vậy người khác nhìn vô người ta biết liền là mình sử dụng clone thì nó không hay. Thứ nhất là nó lặp lại như vậy thì không phải lúc nào trong đời thường nó cũng có cái vấn đề lặp lại. Rồi đó, tạm thời như vậy. À, phần áo này nữa thôi nhưng mà hơi tốn thời gian. Rồi tạm thời là coi như vậy là xong đi. Mình đã sử dụng rất là nhiều công cụ rồi à, cho nên là có thể nó sẽ hơi loãng một chút xíu. Các bạn có thể quay trở lại nếu như là các bạn muốn xem kỹ hơn khi sử dụng những công cụ Clone Stamp này, Spot Hidden Brush này, Path Tool này,
và container ware theo cái vùng này. Đó, fill container ware. Đó là công cụ này. Rồi, chúc quý vị may mắn. Mình sẽ đính kèm cái stop này ở ngay phía dưới phần mô tả của video. Và chúc quý vị may mắn và thành công ha. Rồi, xin cảm ơn.